Xin chào các em, hôm nay chúng ta lại học đến tiết mỹ thuật 8. Hôm nay chúng ta học bài số 3. Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê. Thì ở tuần vừa rồi là các em vừa tìm hiểu về sơ lược về mỹ thuật thời Lê. Thì thông qua cái bài sơ lược đó chúng ta cũng biết được một số cái công trình tiêu biểu, tên của công trình tiêu biểu. Thì trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm của một vài cái công trình về kiến trúc cũng như là điêu khắc. Nếu phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về công trình tiêu biểu về kiến trúc. Thì kiến trúc ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc Dục Keo. Các em tìm hiểu về nội dung sách giáo khoa và trả lời được hai câu hỏi của cô là Chùa Keo ở đâu và em biết gì về Chùa Keo. Thì Chùa Keo là nằm ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là một khuyên công trình kiến trúc rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta sẽ xem những cái hình ảnh bên trong của kiến trúc Chùa Keo như thế nào. Ta tìm hiểu về kiến trúc Chùa Keo. Thì Chùa Keo nó gồm có 154 gian và hiện nay thì nó chỉ còn 128 gian thôi. Các cái công trình kiến trúc nó tối tiếp nối với nhau trên một cái trục, trên một cái đường thẳng như thế này. Rồi, đây là cái từ cái cửa bước vào, cái đường bước vào. Thì cái hình này là chúng ta thấy là các công trình nó nằm trên một cái trục. Rồi, bước vào trong cổng của Chùa Keo thì chúng ta sẽ đến cái khu Tam Quan Nội. Đó là bên trong nó sẽ có ba cái khu vực nó nằm nối tiếp với nhau. Thì khu vực thứ nhất là khu Tam Bảo, thì đây là cái khu vực dùng để thờ Phật, khu điện thờ thánh và chát chuông nè, trình tự ở trên cái hình ban đầu chúng ta xem là ba cái khu điện đó nó nằm thẳng trên một cái trục đó. Và như vậy thì cái gác chuông thì nó như thế nào? À, giờ chúng ta xem hình, xem coi gác chuông nó có mấy tầng, gác chuông và cao bao nhiêu mét và chất liệu của gác chuông có gì đặc biệt. Thì công trình gác chuông là một công trình bằng gỗ, nó cao tới 12 mét và gồm có 4 tầng. Nhưng trong hình chúng ta quan sát này, đây tầng thứ nhất 1, 2, 3 và tầng thứ tư, có 4 tầng và cao 12 mét. Thì nó là một công trình kiến trúc bằng gỗ rất là đặc biệt và cái phần chạm khắc trang trí trong cái phần gác chuông á, trên cái ngay cả bây giờ chúng ta nhìn thấy trên cái phần mái á, rất là đẹp. Thì nó đây là một cái công trình xứng đáng là công trình tiêu biểu của cái kiến trúc gỗ của nền nghệ thuật cổ ngày xưa. Nói như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu qua những cái đặc điểm cơ bản của Chùa Keo, thì các em ghi nhận lại Chùa Keo ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, xây dựng từ thời Lý năm 1061, có 154 gian, hiện còn 128 gian, có tường bao quanh, các công trình nối tiếp nhau trên một đường trục gồm khu Tam Bảo thờ Phật, khu điện thờ thánh và gác chuông. Thì công trình gác chuông là nó bằng gỗ, có 4 tầng, cao 12 mét, có kết cấu chính xác và đẹp, xứng đáng là một công trình kiến trúc nổi tiếng của nền nghệ thuật cổ Việt Nam. Thì những nội dung này là chúng ta chỉ ghi những nội dung chính của gác chuông thôi. Nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về nghệ thuật của kiến trúc thời nhà Lê thì các em có thể tìm các kênh thông tin khác, ví dụ như mình lên Google chẳng hạn, nó có rất là nhiều cái bài viết về công trình kiến trúc Chùa Keo, các em tham khảo thêm để chúng ta hiểu hơn về văn hóa Việt Nam chúng ta ngày xưa, đặc biệt là về lĩnh vực mỹ thuật. Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ qua phần điêu khắc và chạm khắc trang trí. Mình sẽ tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của điêu khắc và chạm khắc trang trí. Rồi, một nhỏ là điêu khắc. Chúng ta sẽ tìm hiểu công trình điêu khắc tiêu biểu. Đó là tượng, một cái tượng Phật. Ai còn nhớ tượng này tên là gì không? Ở tiết trước chúng ta đã được xem rồi. Đúng rồi, đây là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tai. Giờ quan sát hình và có thể miêu tả được một số đặc điểm cơ bản của tượng hay không? Nên chúng ta nhìn tượng thì chúng ta miêu tả được rồi, được chưa? Rồi, đây, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của cái kiến trúc tượng Phật, xin lỗi, là đặc điểm của cái tác phẩm điêu khắc tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tai. Thì tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tai còn có tên gọi khác là Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, và nó nằm ở chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh, được đặt vào năm 1556. Tượng bằng gỗ
và được phủ một lớp sơn ở bên ngoài. Và kết cấu của tượng thì nó cao là 3,7 m từ chân tượng, từ phía bên dưới này cho đến đỉnh đây luôn là cao 3,7 m. Phần bệ là chiếm 2 m, như vậy thì phần Đức Phật chúng ta là cao khoảng 1,7 m. Đây là cái phần bệ. Thì trong phần bệ chúng ta sẽ có hai phần là phần tòa sen và cái phần đế bên dưới, được chạm trổ rất là đẹp. Rồi, bên trên về Đức Phật thì các đặc điểm chúng ta thấy từ trên xuống dưới là chúng ta thấy được các cái, đầu tiên ở phía trên là một cái tượng Phật A Di Đà thu nhỏ, rồi đến 11 cái mặt người. Nó như là cái phần mão ở bên trên đội trên đầu của Đức Phật Quan Âm vậy đó. Rồi tới cái phần Đức Phật ở bên dưới này. Thì vòng ngoài này chúng ta thấy những cái vòng hào quang này, đây là những cái cánh tay nhỏ. Thì trong mỗi lòng bàn tay nó có một con mắt, nó tạo thành cái vòng hào quang xung quanh cái Đức Phật. Và phần này chúng ta thấy các cánh tay đưa ra, thì đây là chúng ta nói là cánh tay lớn. Đã có 42 tay lớn. Và các em thấy có cái gì đặc biệt được tạo bởi cái cánh tay này không? Cái hình tượng gì chúng ta nhìn thấy được? À, đây là một cái hình tượng giống như một cái bông sen đang nở nè, nó xòe ra. Rồi hai cặp tay chắp ở trước ngực và một cái cặp tay là để ở trên đùi. Rồi, đang ngồi trong cái tư thế thiền định. Ở dưới đây là phần bệ. Đây chúng ta nhìn về các cái góc độ khác và chụp cận cảnh của cái tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, thì các em thấy là cái nghệ nhân họ điêu khắc rất là tinh xảo, thấy chưa? Thì nghệ thuật điêu khắc này nó rất là điêu luyện và kỹ thuật thì tinh xảo, diễn tả được cái vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa, thuận mắt, tạo thành một hệ thống nhất trong cách diễn tả đường nét và hình khối. Hình tượng nghệ thuật thì hình ảnh ở đây là Đức Phật trong tư thế thiền định, các cánh tay đưa lên như đó hoa sen đang nở, vòng ngoài những cánh tay nhỏ tạo thành vòng hào quang. Rồi, như vậy thì đặc điểm của tượng Phật A Di Đà thì các em ghi bài và tập. Chúng ta ghi những đặc điểm cơ bản. À, thì ở đây các em có thể nhìn cái hình là các em có thể ghi ra được nội dung. Tượng A Di Đà tọa lạc chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh. Tượng được tạc năm 1656 bằng gỗ phủ sơn. Tượng Đức Phật với tư thế thiền định có 42 tay lớn, các cánh tay đưa lên như đóa sen nở. Vòng ngoài có 952 tay nhỏ, trong mỗi bàn tay có một con mắt tạo thành vòng hào quang. Kỹ thuật tinh xảo diễn tả được vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa, thuận mắt. Đó là đặc điểm của tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Rồi, phần thứ hai, số 2 nhỏ trong phần Hai La Mã là chúng ta nói về chạm khắc trang trí. Thì cái tác phẩm tiêu biểu nhất của chạm khắc trang trí đó là hình tượng con rồng trên bia đá. Đây là bia Vĩnh Lăng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thì hình rồng được chạm khắc trên bia đá của thời Lê Sơ chúng ta nhìn thấy như thế nào? Thì ở đây là bên thấy hình này thì là chụp hình cái bia. Nói nhưng mà cái hình thì chúng ta chưa không có nhìn thấy rõ được cái con rồng, và cái hình này là người ta lại cái hình in lại, chúng ta nhìn thấy nè, những cái con rồng nó xung quanh của cái phần bia phần bên ngoài. Nó mình nó nhỏ cho nên chúng ta không nhìn rõ được cái hình tượng con rồng. Nhưng mà đây chúng ta thấy nè, đây là đầu nè, nha, vòng con rồng nó uốn lượn nó vòng vào đây. Thì hình rồng của thời Lê Sơ ban đầu là nó giống như phong cách của thời con rồng thời Lý Trần. Cái uốn khóc nhịp nhàng này là chúng ta đã học là con rồng thời Lý nè. Rồi sau đó thì nó ảnh hưởng nhiều của con rồng Trung Quốc. Tuy nhiên là những cái nghệ nhân của chúng ta là họ làm những cái điểm, chúng ta họ sáng tạo ra những cái điểm khác để tạo nên một cái hình tượng trang trí về con rồng, nó mang cái nét văn hóa của người Việt Nam. Thế chúng ta học hỏi tiếp xúc với bên ngoài mà chúng ta biến nó thành của chúng ta để làm đẹp hơn cho cái hình tượng con rồng Việt Nam. Đây là hình rồng trên đây, chúng ta nhìn thấy nó rõ nè, hình ảnh nó uốn lượn.
Ở đây cái hình này thì chúng ta chạm khắc, chúng ta thấy là cái phần đầu rồng này, có cái sừng nữa nè. Chưa? Này là hai cái này chúng ta thấy là đây là hai cái nghệ thuật chạm khắc khác nhau. Cái hình phía trên là chạm nổi, đó là phần hình ảnh của cái con rồng, chúng ta thấy nó nổi, nó lộ lên trên. Còn đây là chạm khắc chìm, nét khắc chìm. Trên cái diện phẳng chúng ta sẽ khoét, đó, chúng ta chạm chìm ẩn vào bên trong. Đây là hai cái hình thức tiêu đặc trưng của về nghệ thuật chạm khắc. Thì hình rồng chạm khắc trên bia đá của thời Lê có đặc điểm gì? À, bây giờ chúng ta sẽ ghi cái phần đặc điểm của nó. Nó hình rồng thời Lê có bố cục chặt chẽ, hình mẫu trọn vẹn và sự linh hoạt về đường nét. Rồi hình rồng thời Lê dù kế thừa tinh hoa hình rồng thời Lý Trần, mang những nét gần giống với mẫu rồng Trung Quốc, nhưng qua bàn tay nghệ nhân, hình tượng rồng được Việt hóa cho phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Đó là những đặc điểm của hình tượng con rồng. Thôi chúng ta ghi nhận lại. Ở đây các em lưu ý là chúng ta sẽ học bài này thì về nhà các em xem lại về đặc điểm của con rồng thời Lý, đặc điểm của con rồng thời Trần, để chúng ta có cái bước chúng ta so sánh về đặc điểm của ba cái con rồng của ba thời kỳ, xem coi các cái giai đoạn mỹ thuật khác nhau thì cái đặc điểm của hình rồng nó như thế nào. Và hình rồng là hình ảnh gắn liền với vua. Các em thấy là trên các chiến bào hay là trong trang trí cung điện, hình rồng nó được là sử dụng rất là nhiều. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa xem qua về những cái đặc điểm của hình tượng con rồng. Thì đó là kết thúc của ba cái công trình tiêu biểu về của thời Lê, của thời phong kiến thời Lê. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái câu hỏi để mà xem coi nãy giờ chúng ta tiếp thu được những cái, nhớ được những cái đặc điểm gì của các công trình kiến trúc. Nên chúng ta có ba cái công trình. Thứ nhất là chùa Keo, thứ hai là tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và thứ ba đó là hình tượng con rồng. Nên vậy thì câu hỏi cũng có thứ nhất, đó là chùa Keo được xây dựng vào thời nào? Đây chúng ta có ba phương án Lý, Trần, Lê. Vậy thì chùa Keo là mặc dù là công trình kiến trúc tiêu biểu của thời nhà Lê nhưng mà nó được xây dựng là vào thời nhà Lý, là phương án A. Rồi câu hỏi số 2, chùa Keo là công trình kiến trúc gì? Đây là công trình kiến trúc cổ, kiến trúc cung đình hay là kiến trúc tôn giáo? Ở bài trước chúng ta đã học rồi, đó là phương án C, đó là kiến trúc tôn giáo. Câu hỏi số 3, chùa Keo xây vào thế kỷ 17 có bao nhiêu gian? Là bao nhiêu gian? Nghĩa là ngay từ khi mới xây dựng thì có bao nhiêu gian? Đó là phương án A, 154 gian. Rồi câu hỏi số 5 là chúng ta tìm hiểu về đặc điểm của gác chuông. Gác chuông ở chùa Keo là có mấy tầng và chiều cao là bao nhiêu? Là có 4 tầng và cao 12 mét. Chùa Keo ở đâu? Ở tỉnh nào? Đó là tỉnh Thái Bình. Rồi qua tác phẩm thứ hai, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay là công trình tiêu biểu của thời nào? Câu này không trả lời được nữa thì coi như nãy giờ chúng ta không nắm được rồi ha. Dĩ nhiên là nó là công trình tiêu biểu của thời nhà Lê. Câu số 8, phần tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay là cao bao nhiêu? Ở đây là đang hỏi về phần tượng, tức là cái phần Đức Phật á, nó chúng ta cao bao nhiêu? Thì đáp án chúng ta là cao 1,7 mét. Câu hỏi tiếp theo, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay là nằm ở chùa nào, tọa lạc ở chùa nào? Đó là ở chùa Bút Tháp. Câu số 10, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được tạc vào thế kỷ nào? Hồi nãy chúng ta chỉ nói là vào năm ha. Thì từ cái năm đó các em tính ra coi nó nằm ở thế kỷ nào. Vậy thì phương án đúng của chúng ta là C, đặt vào thế kỷ 17 và xây dựng năm 1656 là thế kỷ 17.
2011, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở tỉnh nào? Ở chùa Bút Tháp là ở tỉnh Bắc Ninh. Rồi câu cuối cùng là chúng ta tìm hiểu về đặc điểm nhắc lại của hình rồng trên bia Vĩnh Lăng Laser, là thứ nhất là tái hiện hình rồng thời Lý Trần hay là tái hiện hình rồng thời Trần Lê hay là phương án cả hai. Thì cái đáp án đúng của chúng ta là tái hiện lại hình rồng thời Lý Trần. Thì qua những câu hỏi, 12 câu hỏi là các em ôn lại các kiến thức về đặc điểm của mỹ thuật thời nhà Lê, những cái công trình tiêu biểu. Thì những cái phần này chúng ta đọc và nhớ, để khi mà mình học qua rồi thì mình phải nắm được cái những cái nét cơ bản về mỹ thuật của thời kỳ phong kiến thời nhà Lê, để chúng ta có sự so sánh là sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam chúng ta là phát triển qua từng thời kỳ. Bây giờ tiết học đến đây là hết. Thì về nhà các em xem lại bài vừa học và chúng ta chuẩn bị bài sau, đó là bài thực hành tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Thì bài này trong sách giáo khoa là nó nằm ở trang 90. Thì bây giờ về dụng cụ học tập, bây giờ chúng ta sẽ có hai phương án để thực hành. Thì vào tiết học cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cả hai phương án làm luôn ha. Thứ nhất là phương án bình thường là chúng ta vẽ. Như vậy thì dụng cụ để vẽ đó là giấy, bút chì, màu. Được chưa? Rồi phương án thứ hai là chúng ta sẽ làm thành sản phẩm. Đó là cái hình thức thứ hai. Thì cô khuyến khích các em nên làm cách này. Đó là mình sẽ cảm thấy là vui hơn và chúng ta là làm một cái việc là tái chế được các cái vật liệu mà nhựa để mà hạn chế rác thải nhựa mà thải ra ngoài môi trường, để bảo vệ môi trường. Thì vật liệu thì có thể là em sử dụng là chai nè, hay là những cái thùng nhựa đó, để chúng ta làm thành một cái chậu cảnh. Cái chậu thì mình các cái hình tượng là chậu bonsai rồi đó, những cái vật liệu tái chế thì chúng ta làm những cái chậu cảnh nhỏ ha. Thì ở đây cô không bắt buộc nhưng mà khuyến khích là chúng ta làm thực hành bằng cái hình thức là làm ra sản phẩm thì nó sẽ cảm thấy là hấp dẫn hơn ha. Tùy bạn nào muốn làm theo cách nào cũng được, thì tùy chúng ta chọn cách nào thì chúng ta chuẩn bị dụng cụ theo cách đó, thì cô sẽ hướng dẫn cả hai cách. Được chưa? Rồi, tiết học hôm nay là hết. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại là vào tiết học sau.